Em ở quê có kiếm được nhiều tiền không ạ? Em ở quê cho nên không thể kiếm được tiền đâu thầy ơi. Nếu mà chúng ta nghĩ như vậy thì tốt nhất là bỏ quê đi. Mình có muốn kiếm nhiều tiền không cả nhà? Ai ở đây muốn kiếm nhiều tiền giơ tay cái nào? Thế thì mình tại sao mình lại lấy cái lý do mình là ở quê? Ở đâu cũng vậy nha, quan trọng nó là bạn làm như thế nào thôi. Ở quê thì cũng mua được Mercedes, mà ở thành phố thì cũng mua được Mercedes. Hai thằng có tiền là mua thôi. Không có quê với thành phố gì hết. Ở quê cũng được xây nhà to, mà thành phố cũng được xây nhà to. Đúng không cả nhà? Ở quê có người giàu không? Ở thành phố có người nghèo không? Thì ở đâu cũng có người giàu và người nghèo. Cái quan trọng là bạn lựa chọn bạn giàu hay nghèo.